Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trên tay Minh Toàn đang cầm con Flycam S70W GPS. Con này thì đang làm đình đám ở trên thị trường Flycam hiện nay so với Flycam giá tầm trung và tầm thấp, tầm trung. Thì hôm nay là mình cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái cách chúng ta để điều khiển được con Flycam này, thì chúng ta phải biết được các cái chức năng trên cái phím bảng điều khiển của nó đây. Thì hôm nay là Minh Toàn xin giới thiệu đến quý vị các bạn về cái cách điều khiển của cái con Flycam này. Và trước khi mà đi vào cái con điều khiển này thì là cách sử dụng của điều khiển này, thì mình nói sơ qua một số cái tính năng về cái con Flycam S70W GPS này. Thì con Flycam này thì cũng như quý vị các bạn chúng ta biết, thì chắc quý vị các bạn cũng có thể là chúng ta tham khảo rồi, thì nó ở đây là nó có cái hệ thống định vị GPS, 2 GPS quý vị các bạn ạ. 2 GPS ở đây thì tức là nó có thể là tự động bay về cái vị trí ban đầu khi mà chúng ta mất cái tín hiệu giữa bộ bảng điều khiển và cái con Flycam này, hoặc là khi mà tín yếu nó có thể nó tự động trở về. Đấy là cái định vị 2 GPS. Và một đặc điểm nữa đấy là nó truyền tải cái hình ảnh trực tiếp từ con Flycam này nó về qua điện thoại hoặc qua TV. Nếu mà chúng ta kết nối góc quay của con của cái camera này nó lên đến 120 độ, quý vị bạn đây, nó có thể xoay lên đến 120 độ. Và một chế độ rất là hấp dẫn, đấy là chế độ mà khi mà nó chúng ta điều nó theo đấy, tức là tự theo người đấy, khi mà chúng ta cầm bằng điều khiển này chúng ta điều nó sẽ tự theo đấy. Đấy là chế độ tự theo người khá là hấp dẫn. Và con này khi mà bay lên một cái độ cao nó nhất định thì nó sẽ ổn định hơn. Đây, ví dụ như nó bay ở trên không trung như thế này thì nó lên một độ cao nhất định như thế này thì nó sẽ đứng im, chứ nó không bị liệng như thế này. Khi mà nó gió mạnh thì nó không bị liệng như thế này. Chính vì thế mà nó sẽ cho chúng ta những cái video và những cái hình ảnh nó sắc nét hơn. Đồng thời con này nó tích hợp một cái vấn đề nữa là cái vấn đề là khung đầu, tức là vấn đề này nó giúp cho những người mới chơi, để chúng ta giống như kiểu mà chúng ta mới tập lái xe ô tô ấy, thì chân ga chân phanh ấy, nhiều lúc là chế độ khung đầu này nó sẽ giúp cho chúng ta được cái là đỡ nhầm lẫn. Cái này thì nó cũng tự khởi động hoặc tự hạ cánh với chỉ một cái phím bấm ở trên cái bảng điều khiển này, cái việc bạn khoảng cách bay của nó là lên đến 500m, chứ phải là chỉ có 90 đến 100m so với các con Flycam khác đâu, mà nó lên đến 500m. Pin của nó, cái cục pin của nó đây là cục pin của nó, mà khi mà chúng ta bỏ pin vào đây, pin đây thì các bạn đây, cục pin của nó đây thì pin của nó là lên đến 2500 mAh, và thời gian sạc của nó để sạc đầy là nó lên khoảng 5 giờ. Đấy, và pin là một cục pin thông minh, nó có các cái phím để chúng ta quan sát pin luôn. Đấy. Đấy, có các cái đèn để chúng ta nhận diện được lượng pin. Đấy, những tính năng nổi bật của nó. Và bây giờ thì mình xin hướng dẫn đến quý vị các bạn cái cách mà chúng ta làm cái bảng điều khiển cái bảng này như thế nào nhé. Vâng, như quý vị các bạn cũng đang nhìn thấy trên màn hình đấy, cái bảng điều khiển của nó. Bảng điều khiển này thì nó có 2 cần đấy, 2 cần ở đây quý vị bạn. Ở dưới này là có 3 cái nút, ở giữa này là có 1 cái để đeo, và trên này thì bên tay trái là nó có 2 cái nút, 1 cái bánh răng, bên phải cũng có 2 nút, 1 bánh răng. Trên này nó có 1 cái gạt, thì cụ thể nó sẽ như thế nào để mà chúng ta điều khiển được con Flycam này thì chúng ta biết được các nút như sau. Thứ nhất là cái nút này, cái cần bên tay trái của chúng ta là cần tăng giảm độ cao, tức là chúng ta ấn lên là chúng ta tăng độ cao. Đấy, chúng ta giảm xuống là chúng ta hạ cánh, hạ xuống mặt đất ấy. Chúng ta quay sang trái thì là cái camera nó sẽ quay sang trái, và chúng ta quay sang phải là cái camera nó cũng sẽ quay sang phải. Cái camera này quý vị các bạn này, đây camera này, ví dụ như thế này, chúng ta quay sang trái thì cái camera này đấy, ví dụ chúng ta đang quay như thế này, khi mà chúng ta quay sang trái thì camera nó sẽ quay sang trái, và khi mà chúng ta quay cái cần sang phải nó sẽ quay sang phải như thế này. Đấy, đấy là về cái cần đầu tiên của bên tay trái, đây là cần này.
Cái thứ hai là cái cần cần này, đó là cần ga tiến lùi bay sang phải sang trái. Đấy, ví dụ chúng ta tiến, muốn con này nó tiến về phía trước thì chúng ta ấn cái cần này trở lên như này. Đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn con này nó lùi về phía mình thì chúng ta ấn như này, ấn trở xuống. Chúng ta muốn nó bay sang trái, chúng ta ấn sang trái. Muốn bay nó sang phải, chúng ta ấn sang phải. Đấy là cần tiến lùi và sang trái sang phải. Cái thứ ba là cái nút này của việc bạn. Đây, cái phím này. Phím này thì là phím tư quay về. Tức là chúng ta, nếu mà chúng ta nhấn một lần. Đấy, nhấn một lần để chúng ta kích hoạt cái mà tự quay về. Đấy, khi mà chúng ta nhấn phím này phát là nó tự cái quay về, tự quay về cái điểm xuất phát ban đầu. Và nếu mà chúng ta nhấn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ hủy chế độ mà tự quay về. Đấy. Đấy là cái phím này. Còn cái phím ở đây là cái phím nguồn. Phím nguồn để chúng ta có thể là khởi động. Đây, khởi động, ấn chúng ta bật khởi động để khởi động con này lên. Đấy, khởi động cái điều khiển này. Đây là phím nguồn. Phím ở bên tay phải của các bạn, đây là phím này. Phím này là phím tự động cất hạ cánh. Tức là chúng ta nhấn, khi mà chúng ta nhấn một cái thì nó sẽ tự đợi kích hoạt phím này lên, là chúng nó sẽ bay lên tầm khoảng 1 mét. Đấy, và nó dừng đấy cho chúng ta. Và sau khi mà ví dụ như pin yếu hay là mất tín hiệu, nó sẽ tự động quay về với phím này. Và chúng ta, nếu mà chúng ta nhấn phím này, chúng ta nhấn giữ 3 giây quý vị bạn nhé, thì máy, cái con flycam này nó sẽ là không quay nữa mà nó đứng im luôn, là nó chết luôn, nó tự động hạ rơi xuống đấy. Thì trường hợp mà chúng ta nhấn giữ 3 giây khẩn cấp ở đây, thì với những trường hợp, tức là khi mà máy nó bay gặp vào những cành cây mà nó không quay quạt được nữa, mà nó không rơi được, chúng ta có thể nhấn phím này để cho nó rơi xuống. Và tình trạng hỏng máy rất là cao, nên mà khi mà quý vị bạn sử dụng, chúng ta cũng đừng có ấn phím như giữ phím này khoảng 3 giây, thì như thế máy sẽ ngừng hoạt động và nó sẽ rơi xuống đấy quý vị bạn. Và cái tiếp theo ở dưới này là cái khiển của nó, thì nó có một cái cổng sạc. Đấy, cổng sạc này thì cái dây của nó đi kèm như một cụ sạc, thì quý vị bạn phải lấy ở cụ sạc của con điện thoại của mình để chúng ta sạc vào. Cái thứ bảy ở đây. Cái thứ bảy là cái bánh răng này quý vị bạn, bên tay trái nhá, bên phía tay trái quý vị bạn này, bánh răng này. Thì bánh răng này, nếu mà quý vị bạn xoay như này, xoay theo chiều kim đồng hồ, thì nó sẽ là tăng tốc độ bay, tức là bay nhanh bay chậm ấy. Đấy. Chúng ta xoay như thế này thì nó bay nhanh, và chúng ta xoay như thế này nó bay chậm. Thì khi mà chúng ta muốn nó bay nhanh và bay chậm, tốc độ là bao nhiêu km giờ hay là bao nhiêu mét trên phút ấy, thì quý bạn ấn vào cái này, xoay cái này. Nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta nhấn thì xoay, chúng ta cũng phải xoay từ từ ấy nhé, chứ không thì nó tăng giảm đột ngột, nó rất là mất an toàn đối với những người mà chúng ta mới bắt đầu chơi. Cái này, cái phím ở đây là cái phím nó có hình dáng là người đây quý vị bạn này. Đấy, cái phím này thì là cái phím mà khi mà chúng ta, phím này gọi là phím tự đi theo người. Đấy. Thì khi mà chúng ta nhấn một lần là chúng ta kích hoạt cái chế độ là nó sẽ tự động đi theo người, tức là đi theo chúng ta, người cầm bảng điều khiển này. Đấy. Và nếu mà chúng ta nhấn lần nữa là chúng ta hủy cái chế độ mà tự đi theo người. Và nếu chúng ta nhấn giữ 3 giây thì để là chúng ta sử dụng chế độ liên cắt, nhấn lần nữa để hủy chế độ liên cắt. Đấy, nếu mà chúng ta nhấn giữ 3 giây là chúng ta sử dụng cái chế độ mà nó bay liên cắt, hình dung là như này cái đấy. Đấy, bay cao đảo liên cắt, cắt lên cắt xuống. Đấy. Đấy là cái phím này. Còn cái phím bên cạnh của nó là phím này, thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhấn một lần là chúng ta bật cái chế độ không đầu. Đấy. Đây, đây phím này. Chúng ta nhấn một lần là chúng ta bật chế độ không đầu, và chúng ta nhấn thêm một lần nữa là chúng ta hủy chế độ không đầu. Và chúng ta nhấn giữ 3 giây để tắt cái chế độ GPS. Tức là cho nó không xác định là nó ở đâu ấy, nó không đi theo người hay ấy nữa đấy. Là chúng ta nhấn giữ 3 giây. Chế độ không đầu, mà khi mà chúng ta mới chơi thì mình
khuyến cáo quý vị bạn là chúng ta nên bật chế độ không đầu này lên. Đấy, chúng ta nhấn một lần, chúng ta bật lên. Tiếp theo là cái phím cái bên răng ở bên phía góc phải đây quý vị bạn. Đấy, bên răng bên phía góc phải đây. Bên răng góc phải đây thì quý vị bạn điều chỉnh cái góc camera lên xuống. Đấy, tức là chúng ta xoay như thế này, xoay ngược hoặc xoay xuôi, chúng ta điều chỉnh cái góc camera lên xuống. Góc camera ở đây nó sẽ như thế nào, tức là nó lên này, đấy, nó xuống này, đấy, hoặc nó xoay lên này, đấy, chúng ta điều chỉnh cái độ xoay của camera như thế này, đấy. Và cái phím này là phím chụp ảnh, đấy, nó có hình máy ảnh là phím chụp ảnh, và phím này có hình cái máy quay là chúng ta quay phim. Và khi mà chúng ta quay phim mà chúng ta đang quay thì chúng ta có thể ấn thêm một lần nữa, chúng ta ấn một lần để kích hoạt chế độ quay phim và ấn thêm một lần nữa là chúng ta ngừng quay phim. Và một cái ở trên này nữa của nó ở đây thì quý vị bạn cũng đang thấy đây là một cái giá đỡ điện thoại. Đấy, chúng ta kẹp điện thoại vào đây. Đấy, kẹp điện thoại vào đây và chúng ta điều khiển. Với con này thì nó sẽ liên kết với điện thoại bằng một cái phần mềm. Phần mềm đó cụ thể chúng ta sử dụng phần mềm như thế nào thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để theo dõi cái video tiếp theo về cách mà liên kết giữa cái con Flycam này với phần mềm ở trên điện thoại và cách sử dụng của nó, cũng như là cái video để chúng ta bay thử nó ở ngoài bầu trời sẽ như thế nào. Thì để mà xem những cái đấy thì kính mong quý vị bạn chúng ta vui lòng nhấn nút đăng ký kênh. Nó nằm ở dưới cuối video của kênh ấy, cái chỗ mà đăng ký nó nằm cuối video của quý vị bạn ấy. Đấy, thì đăng ký ở đây, đăng ký miễn phí quý vị bạn nhé. Và thêm nữa là ở đây cái con này thì nó có ở nút này thì quý vị bạn cũng đang chắc đặt câu hỏi nó là nút gì. Chẳng qua nó là một cái để chúng ta treo cái lồng luồn cái dây qua đây và chúng ta treo ở trên cổ hoặc là cầm theo cho nó tiện thôi. Đấy. Thì trên đây là toàn bộ cái bảng điều khiển của con Flycam. Đấy. Và trước khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sạc pin con này. Đấy, thì chúng ta cắm cái sạc ở đây để chúng ta sạc đầy pin trước khi mà chúng ta sử dụng. Và để sử dụng được nó được tốt hơn thì tốt nhất khi mà quý vị bạn sử dụng thì chúng ta nên đưa ra một bãi đất trống. Đấy, bãi đất mềm, bãi đất trống thì để chúng ta sử dụng, chứ chúng ta không nên sử dụng trong nhà. Ở đây con này nó cũng tự động nó kết nối GPS với con điều khiển, thành ra khi mà nó rất là an toàn. Khi mà nó không trong nhà như này, nó thấy cái sóng GPS yếu thì nó sẽ không tự động cắt cánh lên được của đầu quý vị bạn. Chính vì thế mà trong nhà này mình cũng không muốn thử, hoặc là cũng không thử để cho quý vị bạn, bởi vì con này nếu mà trong nhà như này bật GPS lên là nó không nhận và nó thấy không an toàn nên nó không bay. Đấy cũng là một điều mà con này, đấy cũng một cái mặt là tích cực, mặt là tiêu cực. Bởi khi mà quý vị bạn ở trong muốn bay ngoài đường thì chúng ta có các cái tòa nhà lớn thì chúng ta sẽ gặp phải những cái trở ngại là nó sẽ không bắt được như thế. Đấy, không bắt được sóng được GPS. Còn cách bay của nó như thế nào thì xin mời quý vị bạn chúng ta hãy xem đón xem cái video tiếp theo của kênh để chúng ta sử dụng cái cách bay trên cái lúc mà khi mà chúng ta biết được các cái phím ở trên bảng điều khiển này rồi thì chúng ta mới sử dụng được cái cách bay. Đấy, thì mời quý vị bạn xem cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị bạn đã dành thời gian quý giá để xem cái video này. Xin chào quý vị bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.